Trong video ngày hôm nay thì Nam sẽ hướng dẫn anh chị em cài đặt nâng cao cái khóa học trong School để chúng ta có thể là tạo ra những cái khóa học mà có nhiều tính năng này và nó dễ dàng sử dụng cho học viên của chúng ta cũng như là mang lại được nhiều cái tiện lợi đối với học viên của chúng ta nhé. Rồi chúng ta sẽ đi vào nội dung ngay đây ở trong đây, rất dễ dàng thôi. Thì đầu tiên bạn vào lại cái khóa học. Ở đây Nam đang làm mẫu cho các bạn một cái khóa học này nên là nó khá là thô sơ nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ chỉnh sửa nó. Thì ở đây chúng ta sẽ có này tên khóa học này, phần này là phần miêu tả. Miêu tả thì bạn có thể miêu tả về hoàn toàn một khóa học này, nó cho bạn 500 từ thì các bạn cứ viết miêu tả ra đây. Ở dưới phần này hôm trước thì Nam cũng đã chia sẻ cho bạn ở trong cái video mà tạo khóa học rồi. Thì ở đây chúng ta sẽ có 5 cái phần để chúng ta để tùy thuộc vào từng khóa học và tùy thuộc vào cái mục đích mà bạn cho học viên học ở đây là gì. Ở đây chúng ta có thể là cài đặt làm miễn phí cho tất cả học viên của chúng ta. Chúng ta cũng có thể cài đặt cho học viên khi mà họ đạt level. Đấy, ví dụ nhá, bây giờ Nam đặt miễn phí đi. Nam xếp lại thì bây giờ Nam sang cái tài khoản này để mình vào cái khóa học đó nhá. Đây, mình vào cái cộng đồng này thì mình sẽ vào học được cái khóa học đấy. Đây, vào được nhá. Đây, cái video này đây. Đấy, vào được học nhá các bạn nhá. Rồi bây giờ đây cũng làm việc lắm. Và một dạng content nữa là rồi, bây giờ mình sang mình điều chỉnh nhá. Bây giờ mình sang mình điều chỉnh này. Mình để level unlock, tức là nếu như level 1 thì ở bên này nó đang là level 1 này bạn này. Đấy, ở bên này ấy, của Nam ấy nó đang là level 1 nhá. Đấy. Level 1 mầm non này. Đấy, level 1 mầm non nhá. Được chưa? Thì nếu level 1 thì nó sẽ được, nhưng bây giờ mình sẽ cho lên level 1, mình xếp vào đi. Xếp vào thì mình vẫn xem được nhá. Được chưa? Bây giờ mình sang đây mình vẫn xem được. Đấy, quay lại, back quay lại. Mình vẫn xem được nhá. Chúng ta không cần phải nói đi, được chưa? Bây giờ mình sẽ nâng cấp nó lên là level 2 thì chắc chắn là nó sẽ không xem được. Đấy, level 2. Nó có 9 level bạn. Được chưa? Level 2. Thì bây giờ mình sẽ back sang bên đây. Mình thì cả mời chúng ta diễn. Đây, mình reload nó đi. Đây, thì nó khóa luôn. Nó bảo là level 2 thì mới xem được. Các bạn nhìn thấy không ạ? Rồi, tương tự chúng ta sang đây chúng ta cài đặt tiếp. Chúng ta cài đặt nếu như là buy thì buy tức là chúng ta sẽ trả cho cái giá này là 10 đô chẳng hạn, thì mình xếp vào thì bên này nó cũng sẽ là 10 đô. Nó phải đấy, 10 đô thì chúng ta phải trả tiền. Đấy, chúng ta phải trả tiền cho nó. Kích vào đây unlock. Đấy. Đây, mình add card vào xong rồi mình sẽ trả tiền cho nó thôi là mình có thể học được, được chưa các bạn? Đấy, được rồi. Thì chúng ta sẽ cài đặt các tính năng tiếp theo như là time unlock, tức là đây nhá. Ở đây là member unlock after x day. Đấy, tức là thành viên sẽ được mở cái khóa học này sau bao nhiêu ngày đó. Được chưa? Đấy thì bạn cài đặt ở cái phần này. Rồi, chúng ta sẽ xếp nó lại. Còn cái phần private ấy là mình sẽ chỉ định cho người nào có thể được xem khóa học. Ví dụ như bây giờ mình xếp cái khóa học này ở phần private đi thì ở bên này họ cũng không thể xem được các bạn nhé. Tất nhiên là bên này họ sẽ không được xem được rồi. Đây, mình sẽ don't accept this course. Được rồi, thì bây giờ nhá, mình sẽ chỉ định cho cái thành viên này xem được chưa? Mình sẽ chỉ định này. Bây giờ mình vào member. Đấy, vào member, sau đó vào cái phần membership. Và ở phần code này, mình sẽ bắt đầu mình chỉ định cho họ. Đây là xây dựng thương hiệu cá nhân đây. Đây là khóa học mà họ được học. Được chưa? Rồi, bây giờ mình sang đây mình load lại là mình sẽ xem được. Đấy, giờ lại xem được. Đấy, được chưa các bạn? Rồi, đấy là cái phần mà chúng ta cài đặt những cái tính năng. Cài đặt những cái tính năng để cho học viên của chúng ta có thể là học được, có thể học được hay họ phải trả phí hay là họ phải có điều kiện như thế nào thì họ mới học được cái khoa học của chúng ta. Rồi, bây giờ chúng ta quay ra cái tiếp theo ở phần edit nhé. Ở trong cái phần edit này. Đây đi, vào trong khoa học đi. Rồi, trong cái phần edit nội dung thì bạn cài đặt ở trong nội dung này có một vài phần nâng cao như sau. Khi mà bạn cài đặt cái khóa học nhá. Mình đen cái này đi. Thì mình tạo ra một cái video đúng không? Một cái video thì ở đây mình sẽ add nội dung vào đúng không? Mình sẽ add video vào này. Add nội dung video vào. Cái này mình đã hướng dẫn ở trước rồi nhưng hôm nay mình sẽ hướng dẫn lại thêm một chút xíu thôi. Đây. Mình sẽ add một cái video này của mình vào. Bạn đang loay hoay vì thiếu định hướng. Rồi. Add vào. Đấy, add vào thì xong. Được chưa? Đấy là phần video. Phần tiếp theo ấy là phần mô tả. Dưới đây bạn có thể viết mô tả. Mô tả ở đây thì bạn có thể sử dụng các heading 1 2 3 4, được chưa? Mô tả ví dụ như phần 1. Đây là nội dung. Dung video. Đấy, sau đó bạn xuống dòng, bạn viết. Đấy, đây là video. Video hướng dẫn tạo video. Ngay. Đấy. Rồi, chấm chấm chấm. Bạn sẽ tiếp tục bạn tiếp viết tiếp nhá. Thì đây là phần mô tả nó bình thường thôi, không có gì cả.
Nhưng ở dưới đây nó có một vài cái để bạn có thể làm. Đó chính là bạn có thể add link, add file, bạn add một đoạn chú thích và bạn pin cái một cái bài post nào đó vào trong cái phần nội dung của video này. Thì bây giờ nhá, mình sẽ làm như này. Mình làm từng phần cho bạn nhìn thấy tính năng của nó nhá. Đầu tiên là add link. Thì ở đây mình sẽ add link là, đây là ví dụ mình add link là bài tập chẳng hạn. Bài tập đi. Thì lúc này mình gắn một cái link bất kỳ nào đó. Đấy, ví dụ đây, mình gắn cái link này vào đi. Không quan trọng nhá. Mình đang làm ví dụ thôi. Gắn vào. À, thì đây, bài tập đây. Thì sau này khi mà học viên học xong nhá, thì họ sẽ kích vào phần bài tập này để họ làm bài tập chẳng hạn như vậy. Được chưa? Đấy là phần add bài, add link, add file cũng tương tự. Đây. Đấy. Mình sẽ add một cái file này. Đấy, mình sẽ add một cái file này, mình ghi là file bài tập. Đấy, đây, hoặc là file mẫu. File mẫu bài tập. Chẳng hạn như vậy. Mình add vào, được chưa? Đấy. Còn cái phần add transcript này, đó chính là phần ghi chú. Thì bạn có, ví dụ như cái video này của bạn ấy, nó có một vài cái ghi chú quan trọng, thì bạn add transcript ở đây. Ví dụ như là quan trọng. Trọng. Bạn cho một vài cái đầu dòng. Đấy, ví dụ như là AI này cần phải trả phí chẳng hạn như vậy. Thứ hai là cần tìm thêm nguồn tài nguyên tải lên để làm video sinh động hơn. Đấy, được chưa? Rồi mình sẽ add thêm một cái pin community post, tức là cái bài viết kết nối ở đây. Thì ở đây nhá, là nó bảo là mình là đi ra cái phần bài viết, sau đó bạn kích vào phần 3 chấm, sau đó là connect menu và select pin to post và lựa chọn cái post. Đấy. Rồi thì bây giờ mình lưu cái thằng này lại. Được chưa? Mình lưu nó lại. Và bây giờ mình ra cái phần community. Mình muốn add cái thằng post này, đây là một cái bài post ở phần kết nối nhá. Đây là bài post ở phần kết nối, thì mình kích vào bài post này, xong có phần 3 chấm ở đây. Bạn ở phần này là phần pin to post page. Đấy, thì bạn kích vào, sau đó bạn chọn đúng cái khoa học đấy. Chọn đúng khoa học đó. Được chưa? Thì nó nằm ở dưới đây các bạn. Đấy, nằm dưới đây. Thì cái này nó sẽ cài đặt cho bạn toàn bộ những thứ này, được chưa? Thế bây giờ là xong rồi, thì bây giờ mình sẽ sang bên này để mình kiểm tra xem nó điều gì diễn ra nhé. Đấy, sang bên này mình kiểm tra. Mình kích vào đây. Đấy, các bạn nhìn thấy không ạ? Các bạn nhìn thấy, ví dụ bây giờ mình vào phần bài tập đây là nó sẽ ra link, được chưa? Nó vào phần file mẫu, nó sẽ cho mình một cái file. Và nhiệm vụ của mình là tải cái file này về. Đấy, nó cho mình file mẫu và mình kích góc phải màn hình đây, mình tải nó về. Được chưa? Đấy. Rồi những cái phần bài post nó gắn liền đây, thì mình kích phát này nó ra bài post. Nó ra bài post ở đây để mình đọc. Đấy. Được chưa? Thì đấy là cái phần cài đặt để làm sao để bạn tạo ra được một cái khóa học cho nó hoàn chỉnh, nó đẹp, nó tối ưu được tất cả những cái tính năng. Rồi, đấy là mình hướng dẫn để bạn có thể làm cho cái khóa học của bạn nó ngon hơn. Rồi, ở cái phần mà chương bài và video này thì mình hướng dẫn cho bạn để nó sổ lên sổ xuống này nhá. Đấy, các bạn hình dung này. Các bạn hình dung như này, những cái phần như là chương 1 đây thì nó là một cái page nhá. Đấy. Cái page ấy thì khi mà chúng ta add page, có một page ấy thì nó sẽ không tạo ra được cái gì bên trong, nhưng khi mà chúng ta add folder thì nó sẽ tạo ra những thứ ở bên trong. Đấy, bạn hình dung rồi. Thì bây giờ như này, mình sẽ để các page nó nằm trong folder. Nằm trong folder để làm sao? Để làm sao nó thật là gọn nhá. Nó thật là gọn. Ví dụ như là mình sẽ để như thế này, như này cho nó dễ đi. Mình sẽ phân chia như này. Đầu tiên ấy, cái bài 1 này thì mình sẽ edit thành chương 1. Đấy, chương 1. Chương 1. Vì folder nó như là một cái hòm để nó chứa mà các bạn. Đây, chương 1 là mình lấy ví dụ đi. Đấy. Trong chương 1 ấy thì có video 1, video 2, thì video 1, video 2 như cái này nó là một cái page các bạn nhé. Thì các bạn add page vào, add page vào, hoặc là bạn kích vào đây bạn add page trong folder cũng được. Đấy, thì bài 2. Đấy, bài 2. Bạn quẳng cái này vào trong bài 2. Đấy, được chưa? Thì cái chương 2 này bạn sửa đi thành video 1 cho mình. Video 1. Thì đây nó là page, còn ở đây nó là folder, thì nó sẽ chứa, thì khi mình kéo lên xuống thì nó sẽ rất gọn, được chưa? Đấy. Được chưa? Ở đây nó bạn sửa thành chương 2 cho nó đồng nhất. Chương 2. Đấy, thì bạn sẽ đồng nhất. Và bây giờ bạn có bao nhiêu chương, bạn cứ tạo ra các folder tương tự như vậy. Thì khi mà kéo, mình đã sửa nhầm rồi. Đây. Mình edit cái này chứ.
chương 2. Rồi, cái này mình edit thành video 1. Video 1. Đấy. Thì sau này mình có bao nhiêu chương, bạn làm như này nó rất là gọn này. Đấy, thì cái khoa của bạn nó sẽ rất gọn, sau đó bạn sổ ra thì bạn sẽ xem từng video.